khuyên những người làm thầy dạy ở tư gia. Người thầy dạy học tất nhiên là có khó khăn, nhưng đâu biết rằng gia đình học trò cung phụng miếng ăn cho thầy lại càng khó hơn. Cơm nước sáng tối tinh tươm, ngày ngày tốn kém. Thầy đi ra có kẻ theo hầu, bước vào nhà có người phục dịch, tận tình chu đáo. Thậm chí việc phụng dưỡng cha mẹ đôi khi còn có chỗ thiếu sót sơ sài. Nhưng đối với thầy giáo, thật không dám để có tiếng than phiền, cơm canh đạm bạc, lúc nào cũng vậy. Người đời nay không nghĩ thấu những chuyện như thế, nên vừa được thỉnh mời đến làm gia sư, liền cho rằng chủ nhà ấy, theo đúng lễ, đương nhiên phải phụng sự mình. Ví như thấy người không đủ kính lễ, liền giận dữ lộ ra nét mặt. Nhưng còn việc học hành của học trò thì gạt sang một bên, chẳng hề quan tâm suy nghĩ đến. Dám thưa cùng các bậc tri thức hiền thiện có sự đồng tâm, nên làm sao cho công lao dạy dỗ của mình lớn hơn mức thù lao nhận được, chớ để mức thù lao lại lớn hơn công lao dạy dỗ của mình. Ví như gặp học trò thực sự ngu tối, không thể dạy dỗ thành tựu, cũng nên nghĩ đến việc ngoài giờ học mang những thuyết đạo lý nhân quả, phúc họa thiện ác mà nhiều lần khuyên nhủ nhắc nhở, khuyến khích răn dạy, để cho chủ nhà ít ra cũng có được người nối nghiệp, được vun bồi đức tốt. Đó mới thật là công đức lớn lao của bậc làm thầy. Đến như việc cung phụng miếng ăn thức uống, vốn đã tự có hạn định. Nếu thọ hưởng đã hết, thì mạng sống cũng theo đó mà mất đi. Ví như có 1.000 đồng tiền, mỗi ngày dùng 100, thì kéo dài được 10 ngày. Nếu sử dụng nhiều hơn số đó, thì thời gian ắt phải ngắn đi. Nên biết rằng, canh rau đạm bạc cũng đủ no lòng, lại được tăng thêm tuổi thọ. Tham ăn dê béo gà tơ, quả thật là người đọa lạc. Ví như có thể đem lý lẽ không nên giết hại vật mạng mà khuyên bảo, khuyến khích gia chủ, khiến cho cả nhà gia chủ đều nhờ có lời khuyên của ta mà lo việc tu tích phước đức, thì có thể nói là không uổng nhận sự cung phụng chu cấp của người. Tu phúc được tăng tuổi thọ. Tại Phúc Kiến, có người tên Tào Thuấn Thông nhận lời đến dạy học cho nhà họ Trịnh ở Đinh Châu. Thầy giáo họ Tào nghiêm cẩn thọ trì nhập trai. Đối với hết thảy các loại cá thịt tươi sống, đều từ bỏ không ăn, vì sợ chủ nhà có thể vì mình mà giết hại. Nếu trong mâm ăn bày ra các thứ thực phẩm chế biến sẵn như thịt khô, cá ướp muối, thì ông vui vẻ dùng trước khi về. Vào năm Bính Thân thuộc niên hiệu Thuận Trị, ông bị đau đường ruột, toàn thân lạnh cứng đến 3 ngày đêm. Cả nhà đều than khóc, tang lễ đã chuẩn bị xong. Bỗng nhiên ông sống lại, bảo vợ con rằng: "Ta lẽ ra đã bị bọn giặc loạn chém chết vào đầu mùa hạ năm Giáp Thân. Nhưng vì từ khi ta dạy học đến nay, thật lòng thương yêu bảo vệ mạng sống cho loài vật, chủ nhà chưa từng vì ta mà giết hại bất cứ sinh mạng nào, nên tuổi thọ của ta được tăng thêm 1 kỷ, cũng không phải chết theo cách bất đắc kỳ tử. Vào mùa hạ năm Canh Dần, ta lại có khuyên người khắc in 3 trang kinh Kim Cang, tuổi thọ do đó được tăng thêm 3 năm. Vì thế, đến nay ta còn sống thêm 2 năm nữa. Quả nhiên, đúng 2 năm sau, ông qua đời." Lời bàn: "Tôi có người bạn ở Sùng Xuyên, bản tính nhân từ, giữ giới không giết hại. Chỉ có điều, ông ấy không ăn chay được, nên hạn chế bằng cách đối với tất cả các loại thịt cá tươi sống đều tuyệt đối không ăn. Bạn bè muốn chiêu đãi ông ta đều phải dùng các loại thực phẩm chế biến sẵn như thịt khô, cá ướp muối. Vì thế, dù ông có đến chơi những nhà thường giết hại, cũng không ai có thể vì ông mà giết hại bất kỳ sinh mạng nào. Ví như tất cả mọi người đều có thể bắt chước làm theo như thế, thì vĩnh viễn không phải chịu những khổ đau hệ lụy của việc giết hại." Tham ăn mất mạng. Tại quận Tùng Giang, có
có người tên Quách Chỉ Nhất, năm 36 tuổi, ông mạo nhận bài thi của một người họ Hà, nhờ đó được nhận vào trường học. Vào niên hiệu Khang Hy năm thứ 14, ông nhận lời đến dạy học cho một nhà nọ. Chủ nhà thấy họ Quách thích ăn thịt chó, nên thường giết chó làm thịt chiêu đãi. Một hôm, họ Quách chỉ con chó vàng nuôi trong nhà, nói với chủ nhà: "Con chó này xem cái đùi mập đến thế, không biết ông chủ có thể giết thịt biếu tôi được chăng?" Chủ nhà vui vẻ làm theo lời. Mấy ngày sau, họ Quách bỗng nhiên ngã lăn ra hôn mê rồi chết. Thấy mình bị quỷ bắt dẫn đến miếu Thành Hoàng trong quận ấy, lại thấy con chó vàng đã đến đó trước rồi, thần trong miếu quát hỏi: "Gã họ Hà kia, vì sao ngươi xúi dục chủ nhà giết chó?" Họ Quách cãi lại: "Tôi họ Quách, không phải họ Hà. Họ ấy bất quá chỉ tạm dùng khi vào trường học thôi." Thần quay sang quở trách quỷ bắt làm người. Họ Quách sau đó được sống lại, kể lại sự việc, rồi hết lời khoe khoang tài biện thuyết của mình. Chẳng bao lâu, họ Hà liền đột tử, thấy mình bị quỷ bắt dẫn đi. Sáng hôm sau sống lại, kể rằng: "Tôi bị họ Quách vu oan tội giết chó. Tôi hết sức cãi lại, rằng xưa nay tôi không hề ăn các loại thịt trâu, thịt chó. Con chó ấy cũng nhận rằng nghe giọng nói của tôi không giống, nên thần tạm tha về, đợi sau bắt cả họ Quách đến sẽ cùng đối chất. Nhưng nay tuổi thọ của tôi cũng đã hết, e rằng lần tới chết đi không thể sống lại được nữa." Sau đó ông liền thu xếp dặn dò việc nhà chu đáo rồi chết. Chiều tối hôm đó, có người hàng xóm của họ Quách đang đi trên đường bỗng gặp họ Quách bị một toán quỷ bắt xích lại, dẫn đi hướng về trong thành. Người ấy về đến nhà liền chạy ngay sang nhà họ Quách dò la, thì đã nghe tiếng kêu khóc trong nhà. Lời bàn: "Các món thịt cá đãi đằng thầy giáo, tuy là chủ nhà tự tay giết hại, nhưng đó là vì thầy giáo mà giết, nên thầy giáo cũng không thể không gánh một phần tội lỗi. Ví như thầy giáo một mực đổ tội ấy cho chủ nhà lại đổ tội cho thầy giáo, thì những vật mạng bị giết hại kia lẽ nào cứ phải im lặng mà chịu oan khuất hay sao?" Nam mô A Di Đà Phật.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật.